là đi ăn. Mà cũng kêu đi về đi về. Dịch tỉnh đi về đi về. Ở Đà Nẵng kia, bay hết người kia. Thì từ từ mới về chứ. Ăn sang rồi mới về. Ăn sang rồi mới về. Bác cái chi mà hối hấu khoan rồi đi không kịp. Qua từ từ hảo. Ăn bây giờ là ở Quy Nhơn nghỉ. Ở Quy Nhơn là ăn cái chi? Quy Nhơn là ăn chỗ làng. Bánh hủ á, chỗ làng nha. Lần lại nghe chưa? Ngon vô cùng luôn và rẻ. Ok. Ăn sang rồi mới đi về ông Nhân. Về rồi mới đi vô Nho Trang. Từ Nho Trang mới đi về Phan Thiết. Đi vô Phan Rang cái đã chụp hình thấp chồm. Cái rồi mới đi về Phan Thiết, cái rồi mới đi về Sài Gòn. Là không bệnh dịch chứ trơn mà mát hay thì mà hấu chê mà hấu mà từ xóa chờ mà người bôn về anh quơ về Ngọc Ánh anh quơ. Ủa mà qua tới cái chỗ ăn chưa? Ủa mà làm ra tát cái này chữ à, finish đây ok rồi đi về đón đây đường đi về ấy nha, không mát chi mà phải sợ đây tờ thế đây.